Kính chào các bác yêu mến âm thanh. Hôm nay em sẽ test cái chức năng ghi âm từ đĩa CD qua đĩa MD của máy Sony MD7000. Đĩa này là em mua mới từ Nhật luôn. Đĩa này đĩa trắng. Cho đĩa MD vào. Em sẽ ghi một số bài, mấy bài từ CD cho người tình lỡ của Phương Phương Thảo. Đĩa MD này là nó hiển thị như này, đĩa trắng nhá. Sau đó thì đây, Phương Phương Thảo đây. Sau đó thì bấm Z này, từ CD qua MD này. Để chờ, bấm Z này, từ CD qua MD này. Tức là bấm nút này và bấm nút này. Sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình, ngoài hiên nắng loe đàn chim giật mình, biết lời tỏ tình đã có người nghe. Về cái đĩa CD này thì thời lượng của nó là hơn 70 phút. CD nó sẽ đếm ngược. Đấy, đây là bài thứ nhất này. Bây giờ mình có cho volume nhỏ hết mức thì cái chất lượng âm thanh từ đĩa CD qua đĩa MD nó vẫn ok luôn. Có nghĩa là không phải là cho to là đĩa MD nó sẽ to, mà cho nhỏ đĩa MD nó sẽ nhỏ. Cơ bản là vậy. Nó ghi bên trong chứ không phải ghi bên ngoài. Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu, tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa cho nhau. Sáng chưa khuya tối nhìn quanh một mình, đường quen không tới, tìm nhóm ngại ngùng, chỉ vì đời mình chưa có bình minh. Bóng loáng này. Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh. Đường xưa quen lối, tình dối người mang, tình duyên trong môi một kiếp. Cái này không có pin. Tình trong chân ngôn ngang. Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu, tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau.
lâu nữa khi ta bạc đầu, tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa. Cơ bản là như vậy. Bây giờ em sẽ cho nó dừng quay đi, để tí nữa em quay tiếp để mở MD. Chứ quay thế này thì dung lượng nó hơi nhiều. Cơ bản là em vẫn cho ghi đấy. Tôi có trông mà chẳng thấy bài thứ hai á. Sắp hết rồi này. Buồn muốn khóc trong mưa bay chiều. Là anh từng người xuống, người có đôi, tôi có trông mà chẳng thấy anh đâu. Buồn muốn khóc trong mưa bay chiều. Đó, ghi hai bài đó. Đấy, nó hiện hai bài á. Chạy MD luôn này. Bản ghi á. Xem như nhau thôi, không biết các bác nghe thì thế nào. Đó. Đường xưa quen lối. Qua bài 2 nhá. Qua bài 2 này. Kèm lên đường này. Đó. Đấy, bài 2 đấy, mình ghi có 2 bài thôi. Nói chung là đĩa CD và đĩa MD thì âm thanh nó cũng như nhau. Em thấy bản ghi thì nó cũng xem như CD thôi. Rất đẹp, hàng rất đẹp nè.
ở trên mắt Open Glow đây nó có hai vết như sợi tóc nhỏ nhỏ, nhìn gần mới thấy, còn lại là đẹp zin từ Nhật về. Bác nào có MD dòng này thì bác thử ghi âm xem là có ghi âm được không. Chứ em về thì năm ngoái em về một con em bán thì cũng ghi âm được, và năm nay em tuyển một con thì vẫn là ghi âm được. CD MD hoạt động tốt và cả ghi âm từ CD qua MD luôn. Bác nào cần thì liên hệ với số điện thoại trên bài của em nhé, anh em mình giao lưu cơ bản là như vậy.